Một vụ việc đáng chú ý đã xảy ra tại Lâm Đồng. Theo đó, một cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Lạt đã lắp camera trong phòng ngủ tập thể của khách và sau đó cơ quan chức năng đã phải yêu cầu tháo dỡ. Được biết cơ sở lưu trú này đã giải thích tháo gỡ thiết bị ghi hình và chính thức lên tiếng xin lỗi du khách. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở lưu trú The Ban Home Farm trong một phòng ngủ tập thể, phòng đôm, bố trí 8 giường đơn có lắp một camera thiết bị này được lắp công khai chỉ về phía để đồ đạc chung của khách trong phòng, chứ không phải kiểu camera giấu kính. The Ban Home Farm giải trình đây là phòng ngủ tập thể, có thể đón nhiều khách khác nhau nên đã lắp camera để dễ quản lý khi có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, chứ không phải có ý đồ xấu, không sử dụng camera cho mục đích nào khác. Khi phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt kiểm tra hình ảnh lưu trong camera này, chỉ thấy hình ảnh hướng về đời để đồ chung trong phòng. Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở gỡ camera khỏi căn phòng nói trên, mặt khác cần trang bị thêm tủ khóa cho từng du khách. Chủ cơ sở lưu trú đã chấp hành việc tháo dỡ camera, đồng thời đăng bài xin lỗi du khách với nội dung, đề ban chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm không tốt và hiểu lầm của các bạn tại nhà mình.